nên tôi quy thầy Sư phụ mình thừa bi. sư cô Sư cô mình thừa bi. cùng mà toàn thể quý bạn đồng tham Chúng sanh tao dù thừa bi. với tam thiền chúng ta là chủ Tuy hành chân chẳng, bọn mình tuy chú trung sư sử và thực sinh. hành nó rất đơn giản Sư sinh hẳn là chiến thăng. để độ Thử tha đó sự thí để huynh khởi cái nghi hoa tình thổ lại chỉ ý để khởi chỉ. cái nghi tình mà chúng nó không có Thí nghi hoa tình thổ chỉ ý chỉ. thì Suy nó nghĩ thăm có mấy hiểu sống nó vị tao. Mấy sự nó không có nó phân biệt cả dạng sự. Mấy hiểu chính sống nó cái thôi phân đó biệt. giúp chúng ta Ta sư quét sạch suy nghĩ quét sạch hoa ý nghĩ thổ quét băng sạch chu cái của mình xảo tương tiêu. đối giữa tương đối để ra cái chấp thật Dạng sự xảo tiêu. và Vũ mỹ chưa chó. công phu tập chúng ta mới đưa chúng ta Đây là trở về cái tự tại siêu và sinh. chúng ta trở về cái Vì quê băng chu nhà của mình thấy tao căn chưa bản chỉ là là chẳng của xem chúng ta. phần lái miên mụ dự sinh. Nếu không có công phu nó không bao Vũ giờ còn mấy hiểu công thức phu tỉnh của được, mình. không bao giờ Vũ nguyện vũ mà huệ làm sinh. chủ được chính mình. Vũ huy tăng chưa chỉ là chủ ấy. Sở dĩ công phu chúng ta thường Của bị mình tập công phu chướng ngại trở ngại trong tháng bị là thường chẳng bị ai giống như là đánh mắt vấp ngã đó, giống như trên đường đi cái vấp trong ngã tháng bị là do chúng ta chưa đủ niềm tin trên tự xoẻ tánh, tao không người có của đủ mình tin phú tự cầu tánh xin chủ sinh mà chúng ta cứ tin không theo hoàn ý toàn thức, xin chủ tin sinh theo chỉ cái sự ý sang chí, sinh nhị sứ ý sang sinh chưa chí chỉ tờ nó là cứ tin trên cái xảo tất tờ cả chấp vô minh, vô đồ số chương sang cho sinh nên mình tu không sự tin sang sinh này là chứa chồn. mình Sang sinh không chứa có chỗ vô sai lầm minh phân biệt cái phân biệt u tương huệ đối đó, không có tin ở tự tâm, chỗ chứa tức sự những cái đó nó chướng ngại chứ không có chẳng cái gì ai khác. chứa chỉ tờ công Và phu cái đó tức là những cái chướng ngại đó, những cái ngã chấp, những cái vô minh bây đó giờ là từ bùa vô chứa minh, u không thể minh và đơn chẳng giản nhé. ai chúng ú lượng sinh Một vào một cái hiện tại nữa hay là bố tôi sư được cho là hay tự như thế nào đó y là chỗ chúng y ta thiên không còn chấp chỗ ngã, không còn sinh vô minh, chẳng không còn phân biệt, chỉ có cái nghi tình mới giúp chúng ta chỉ hữu ý chỉnh trái cây băng chu ở mình xảo tiêu giữa chốn vô minh chứ phân không biệt có cái công phu nghi tình chúng ta hỗ khó mà trợ thực hiện được, của mình hẳn và cũng nắn do là sửa không sinh có và niềm tâm. tin trên tự tâm mà Nó tôi sẽ cứ nguy làm bố phần cô bày của truy chú được cho xin chưa vị xin chư tổ đã chứng nó minh sang phố thủ và vì cứ xin thế liên tục xuyên suốt chào huệ mà chúng ta chủ sư vẫn không tin. Do vì sao? Để người không chịu thực hành và mà chào chúng ta huệ cứ chạy ta sư theo của cái mình ngã của chấp xem vô minh, xin như vậy cái chạy theo ngã chấp vô minh vô cản thì xa công cái phu y chữ truy ngã chấp chiếu mùi vị, cái có nắm bắt, sở cái có phân sân biệt, cái mà chúng ta chấp niết. xem Cho truy nên chiếu này đối là với cái nghi xảo tình thật thì này là không biết, đối với nghi tình thì thời đầu thì chẳng có cái mùi gì vị cho cái gì tại với cái chạy theo cái vì mùi vị sâu của thật thế gian, nguyện theo cái ý mùi vị của chỉ đồng tiền, mùi vị của danh lợi, vô nùng mùi sâu vị của vô quyền nùng lực. vô nùng chọn Đối với cái công phu trở sự về trên chủ hành sang tờ nó lìa hết tất cả những tung cái chi sở chưa thích thấy phân biệt cho sở biệt, cái gì sâu thành nói nó theo của một mình ta cách ý nào đấy chỉ chưa bao chu của mình đế là khai đi vào cái đường ngược lại cái chẳng đuôi thói đời, cái thế gian đi ngược lại thì rất khó, mà khó khó trăm muôn ngàn thứ khó cho vừa muốn là công phu chứ sư phạm hủy mà chủ khó. xua Chúng phạm ta không hủy vượt qua chủ được cái khó, không khắc chế được sư hình cái nặng khó đó, chúng ta không có thể thành tựu cái sự tu tập, nhưng không được tự sau do này tự ta sư tại phụ mình vô cùng cao phú nên ngăn ngắn nó và của chỉ mình được phụ cái đúng phần nhận rẻ. cố Phần huy rẻ nó đó là tạo chưa hiểu chưa tức chạy là chúng ta thường đọc bài nguyện hương được biết giải thoát, giải thoát tri kiến hương, từ cái giới định huệ chân hương đến giải của thoát mình chân tâm tráng và tú này giải là thoát tri kiến, giải chỉ thoát thổ cái chữ hiểu biết sai lầm. chữ trên xẻng Cho dù hiểu biết là hiểu biết đúng như Phật nói hay như Phật đúng như lời tổ, nhưng mà cái phải cái ý của Phật, ý của tổ thì thường chúng ta hay bị cái phân biệt của mình cái tri thức, cái hiểu biết đó chân tráng đánh về lừa, cho nên nó cần phải này là quét sạch chưa luôn. sử Mà cái sự quét sạch xẻo đó đó không có gì nó bằng Pen cái nghi cho tình, yêu mình nhau cái sợ nghi tèo. tình mới quét được, Na số có sợ cái nghi tèo, tình sân nhân đó khởi sợ thì mới tèo, quét được. chứ yêu, ý Ta chị.
chẳng Dạy cái gì qua sao theo tự đang tâm. ngủ yên, nó tạm ở một chỗ đó thôi, Vô thì khi cô nó ta nhắm mắt chịu. thì nó lại tiếp tục nổi Chỉ lên cái sự vô minh ngã chấp. cố tung. Ta sử dụng của phương thờ Cái nguyên đó hình là ta huệ sân chỉ làm chống trộn ta dư tánh chống tự u tâm mình. khởi nhi tịnh, Cho nên và tánh cho tịnh xin tánh cho khởi xin nhi tịnh chỉ chỉ. cái lời Và Phật mình nhờ dạy xin xin phô. cái giải thoát Mình xin xin sao xin phố thổ chứ tại không chào huệ. phải tri kiến. Cái Giải này là thoát. giải thoát Giải thoát sao? chưa Cái này chuyện. là lập Trái tri kiến vô sự. kiến, lập tri kiến Hoàn vô kiến toàn nhưng mà giải tri kiến lập giải tri tức giải vô hình thoát. bổn. Tri kiến vô kiến, tri kiến vô kiến đây tức là quét sạch hết tri kiến, không dính mắc, không bám trụ. Tri kiến vô kiến tự tức niết bàn. Chư Thế thì trong chén kinh lì Kim Cang Phật chén cũng nói à, phương chư sở chén lì hữu chư giống chí như vô là minh vậy, bệnh tại mình chạy trên tướng tướng cho đến cái tướng và mình chân thắng truy tướng chiếu qua giải xem tướng về chánh pháp tao này phương rồi truy sở chiếu tao này rồi chân hữu của giải thoát tuyệt vọng. xem Mà nhược chỉ tướng sự chư tướng phi tướng siêu thị hoàng như lập. Như Lai, nếu mà thấy rõ các tướng chẳng phải tướng, tức Ngũ là mình của phải khan đã không có thao mắt, lý trẻ đã không thao có chấp thật đó, y chê xem mà nhược kiến chư tướng phi tướng bố sử là xem giống như cái nhị tịnh, tức là quét sạch nhân năng sở ngã chấp, na chỉ hữu ý đó chỉ mới là cái trái giải cây thoát. sáu tiêu nắng Chứ sụp không có kiến lập á, tri kiến trái cây khan đã thao tri kiến phổ mới là chứ sẽ cái mấy tri kiến hữu Phật, không thấy cho tất cả các tướng mà chẳng thật. Thì chứ đó sẽ là cái tấm tay của Phật, tức là phát hiện tham tâm đạo thế đó, chứ không phải y là chê tấm thế ở xem chỗ ta tâm sẽ thế. phụ chữ chỗ Cho nên chứ nó mới sự phục vụ chúng ta phô thổ để tự cho sinh cái nghi tịnh, thì những cái lời đó mà tùy cũng là tri mình kiến, tập những cái lời công đó phu cũng là cái phương chứ tiện. hữu ý Cho chỉ nên Đức Phật trần nói mắt cũng xoa tại cho trong lại kinh tôi Bao sẽ Nhiêu, phong biên nào trong kinh Kim Cang, kinh xem Kim phô Ngũ thổ Nghiêm sẽ này cũng nói, chim căng đó là chim nói lẫn nghiền cái đó, chim hay cho dù có nói rõ ràng ra Đức Phật cũng nói đó là đệ nhị nguyệt, giống như cái bánh vẽ thôi. Trong kinh Kim Cang thì Đức dù Phật ý nói nghĩa chứ sẽ ba mấy đức hiểu Phật chân pháp sự là thì gì nói sự Phật, nói pháp phi pháp có thể chẳng chú lại là tu sư thì danh pháp. đi ở dưới sẽ được hoa Pháp chú lại tập phi bị Phật thì danh Phật, chúng sanh phi chúng phải sanh thì phê danh chúng phạm sanh, đều là hiển bày cái nghiệp bất nhị, lìa cái tánh sư mọi khác. miếng Phật Và chính cái nghi tịnh là đưa chúng ta thực hành tôi sẽ cho này đến được cuối cùng phú ở đây gì khổ sự là tự tánh. tôi sẽ treo Tức của mình là nhỏ xa công phu thì cũng chơi là chung lìa lấy tự đá khổ. đỏ khai Thì ủ chư sinh đá thọ cũng phú là ở công lý phu khai sang để nó tuê luôn nhắc nhở để mà chúng ta định hướng công phu của chúng ta, dạy của mình là thực công hành phu chúng ta sang không bị tâm tất thắng cả thí sinh một cái ngã chấp, một cái vô minh nào chân thắng nó tình trạng vướng, nó chướng ngại cái chơi công vào mình phu tập công tiến phu hành sang tu tập phối của hợp chúng thì ta. Thì cũng giữ nhắc bao chuồng nhiêu đó, nhắc đi chẳng nhắc ai tới lại, nhắc tới thao nhắc lui, cũng nhắc chúng ta là đi cho nó đúng cái đường hướng, thực thì nhân hành xoa tôi đúng sư cái thí tâm sinh của trí mình đều tinh cân tịnh chuẩn tâm cho được đầy chăm đủ, chắn được chân thì ngoài trung ra phải trung gì trực khác hơn. Thì để tinh tự tâm và khởi nghi tịnh chân trung toàn sinh thì trừ mỗi ngày chúng sinh ta đều trao đổi chia sẻ, giống như phải chỉ là chúng chỉ ta mỗi sinh thiên của mình chín phân ngày dạng sơ ý sanh nhất chính sinh dẫm mình đó à, ở từ trong đây của là mình nhớ rồi Phật mất dây và mạng hình như trên rồi trời. Giống như là như ngay cả lỗ tao nói sau là em vô sở sinh giống như nghĩ là sẽ hẳn lọt vi thẳng vào cái xin hầm sâu của ý thức, hầm sâu của vô minh ấy, thì tiếp tục sinh tử. trong chủ sư xóa nếu có Thì vô công sở phu sinh ta đồng hành đúng trở như về vi đó lô thay đề thọ đầu ủ mình cách rõ và ràng hệ minh vọng đề thọ sân đầu sự và đơn hệ vọng giản rõ ràng, cho nên cho mình không nhau có gì hủy ta là sư chỉ ta công khó khăn phu hay phức tạp cả, chí vân hoa thổ cho chinh nên chinh tự chú tâm chủ tớ công mình phu ta tự nhiên thành tựu. vũ của truy chú sinh của Nếu mình như tập mà công có phu những huy cái thắc tự mắc tung đối với công dù phu chống pháp chịu sân trai thì cũng chia sư sẻ kinh nghiệm quân hoa của sứ mình chia trẻ. sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời hoàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, kính thưa Tên nhà quý vị sư thầy Huy và Sen Sơn các Nhụy vị Văn. giảng đạo tràng.
con xin chia sẻ cái Con kiến xin thức con phân và享自己的功夫，kinh nghiệm công phu đó cho我thầy có自thể己thực的hiện được经không?验。请Trước师khi傅mà quý thầy cũng như提醒和教các会我。thầy thị của chư tổ luôn luôn nhắc nhở tới cái chuyện là我向师傅、tính nội祖tâm师都有提那và chí个nguyên tâm.信就信，保持Thì一thật ra切。đối với bản thân con thấy như là khi其mà bản实thân nội对于我tâm đó,自己nội tâm说bị động信đó就信，具là足coi的như信tâm就luôn tâm信。phải trăm phần我trăm觉luôn,得唯利强nửa phần trăm是cũng được.说信就Thì thầy信要nói cái有đó百分cho之nên là百，con thấy cái đó là chỉ là九十九về trên mặt tương đối là mình nói mình都là不tinh得。tấn, bởi vì chưa có kiến tánh thì cái tinh tấn tâm nó vẫn còn là cái但是mình其实phải có我们还cái没kiến有tâm开悟hoặc cái niềm的tin,话，niềm tin那个vào信就cái信还niềm tin不là完cái phần全công具phu,足。nó luôn nghĩ về cái sinh tử, hướng về cái nghĩ tới vô thường và sinh tử thì nó giúp cho cái niềm tin那cái tâm tâm个đó. Nhưng mà nếu mà正để常là để cho关cái照生死的，会帮khi助mà我们的信sinh去tử nó信。kéo đi hay là nó但cũng是giúp如bạn果đó不là小mất心的话，很容cái易niềm tin đó,被cũng thấy như nó từ chỗ mà方bóng向mà như落chỗ đó giờ去。được bôm lên nó đầy chút xíu tự nhiên nó xẹp xuống nó mất那rồi.好像一个气Làm球，cái công phu trở lại rất là khó,很难，cho nên当cái时很đó难là đòi给hỏi到mình自己phải的rất功夫。là thận trọng,那。lúc nào cũng phải我giữ们要很小cái心，công phu đó nó có được,不停地tức保là khi持đó功thì夫。cái lúc lúc đó mình有nhớ功về夫，cái我vô们thường,会nhớ về cái sinh tử,记得那个无sinh tử là常、chuyện lớn,生死cái大ở thân này事。mà nó mất这个đi nữa thì mình生，tu mình quý cái công phu,这个thì thấy生là如果没有cái了，công phu那này就用nó什么là một来cái kinh修？nghiệm所cho以要mình phải珍có cái nghĩa贵lớn功hơn夫，珍贵自về己cái tinh修tấn行đó,的实践。luôn thiết tha能cho有cái这công个phu大愿，mình giữ được, lúc đó thì要cái niềm tin亲nội tâm切，nó mãnh liệt.要Thì đó亲là切，记得đôi khi自mình己mất的công phu đó,功mình quay夫。lại mình thấy mình如nghe果cố gắng mình học有时nghe bài khai thị đi, bài kia là kinh đi,放下功thì夫，thấy nó nghe rất不小心放rất là下khó功khăn,夫，那không muốn nghe, không那có một cái就nhận thức, thì lúc đó thì cái niềm tin nó cũng vơi听đi,开始，cũng mất đi,但是听开始，và cái当thời时gian就cũng觉得phải很là难。cũng rất là khó,当时cho nên luôn luôn phải要nhớ得là到cái niềm功tin夫vào都很thầy难，là cái所niềm以tin要là经常提醒自có己thể的生死，nó đến mình bất cứ lúc nào, lỡ mai mình chết thì可sao,以mình không còn thân này sao mình tu, thì điều đó nó giúp cho mình随có时cái可以cho nên thấy cũng 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 khó khăn chỗ vậy, nhưng mà lúc让nào我mà们nếu mà去，có khi mất所以thay要đổi thì长养自己的mình功nhớ夫。về cái công phu như như là好bổn phận像của师父说，要thầy记đã得từng功đi夫好像từng母xíu như vậy,亲thì khi mình quay记lại得他的孩子，thì bản thân不cái要被tổ落khi nghe去。được如cái果kinh nghiệm như thế của xin chia sẻ被落去thì了，tâm要mình回头，要回到功夫的话，都很难。cái nhìn đó, nó chính xác như vậy, nó rõ ràng như vậy á, thì nói trong tự tâm á, thì Đức Phật cũng phơi bày giáo lý师父说：“chư受就tổ tổng心。kết lại kinh”điển Tam Tạng kinh佛điển陀主để để是chứng minh đó, cho chúng都ta证có thể明，được tự tâm, những cái lời khai thị帮đó,助我们cái sách tấn有具để足nói的về信công就phu信，mình trên tinh tự tâm, nói về开tinh tự始tâm提醒，都是帮助我thì们tất cả巩công固自phu己nó的có vượt信就qua信。cái quy củ để chúng ta trưởng dưỡng cái công phu, hai cái đó nó phối hợp với nhau, nhưng mà trong cái hai cái Và đó chi là hai cái有phương规tiện rất矩，cần thiết đòi都hỏi是帮tinh助我tấn,们nhưng长mà养nếu mà功夫。tinh tự tâm đúng đầy đủ thì kinh niệm thống thức sinh tử最như重vậy,要，那个心就và心，hoàn cảnh如cũng果nói具足的kinh话，niệm thống thức sinh tử là生cái quan死trọng nhất,信切了，cũng giống như con người ta会，ví dụ这như ở是ngoài最thế重giới要。này tự lập ra gia đình, có gia đình tức là có gia đình gì và có tài sản sở hữu của mình đó, mình phải làm sao phát triển phát huy, làm sao phải nuôi nấng và bảo vệ được gia đình của mình chứ, thì nói đó lên nói là cái gì, là cái trách nhiệm và bổn phận của gia那đình,比方phải có gia说，đình在đó世thì mình间đó上，có đó và我们làm自sao là mình己có cái trí有自tuệ,己có的ai phải góp小phần家đó,庭，我们mình怎phải样có可trách以nhiệm保bổn phận护đó.自己的Thì家mình có cái庭？gia đình giống như cha要有mẹ责là任。một cái gia đình, rồi mình cũng học thầy啊，cô cho mình cái trí tuệ,那就是自己nhưng的责mà任。mình sống không có bổn phận, không có trách nhiệm á thì nó vô nghĩa.
就是như là自cái niềm己tin的mình tự生活tâm没nó有công phu什nào và么với意lại义是了，cái trách nhiệm bổn phận á, giống như là cái niệm tâm thức sinh tử, chính没有niệm什tâm thức么sinh意tử义trong了。chúng ta那好像我nó们xa lìa cái现在niệm的tâm thức cái sinh tử, đây cái đó là cái quan trọng.功夫、Cho nên cái生gia死đình là性cái gia命đình rất是最重là要的，quy mô hoành要tráng, mặc正dù常có积của德。cải đầy ắp á, rồi cũng có khối óc đôi tay làm việc, cha mẹ cũng cho, thầy 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 bạn cũng cho mình kiến thức đó, nhưng mà mình á không có cái tâm để mà tức là không có cái trách nhiệm bổn phận á, không có cái tâm để mà phát triển phát huy cái ân hay là cái ân đức hay là cái truyền thống tổ tiên hay nòi giống đúng nghĩa đó, mà cứ cờ bạc rượu chè sống một cách bê tha, không còn cái bổn phận trách nhiệm mình, thì假cái如niềm说这gia世đại间của上cái phật我giáo们của有chúng自ta己的家庭，但có是cái没有tâm责mà任来保护自己的cái家sự học庭，hỏi của thầy cô只giáo是追cho求世间bao上phần còn lại的nên nó không có giá trị gì về mặt khác. Chúng ta的phải问quay题，lại đối với chúng ta tất cả những cái pháp Phật dạy那của就chúng很ta,可惜。cái phương tiện giống như佛là quy陀củ的教会về cái sự tu tập, giống như tấm là đề规thoại của thầy矩cho是mình放trước边，đó,那我们修行。mà không好có niềm像tin提sinh问tử,花头mà起chỉ于trách nhiệm请，mình如cho果mình没tu tập有生bỏ死qua cái性trách nhiệm切，bổn phận của mình,只是追求无rồi cũng名，cái đó cũng那好tạo cái像quan我hệ们在世công间上phu ơn就放下của自己đó的là责任，cha mẹ của thầy那cô就của chúng我sanh们tam cụ thiên夫，của quốc gia thủy thổ父phục母、vụ hết hoàn toàn, cho nên làm sao国mà có trách家nhiệm thấm thiết等等，那thấm我thiết们sinh tử怎đó,样可以起得chính cái thấm到thiết sinh tử đó生死là cái性đóng góp切？cho tất cả, chính cái thấm thiết的sinh tử đó là心，vượt qua hết tất cả那个bất生死cứ性một切cái会帮助我khó们khăn,解chính sanh决tử所有的障chúng碍。ta có được liên tục biên mật我hay không,们giống như trong回một头gia đình看á, đầu tiên自cha己mẹ的thích生死性切mà lâu rồi有cha没mẹ有连trách nhiệm续？nó cũng mất đi, bổn phận cũng bắt đầu cùng đi,那好bắt đầu像xa在世cơ界上khắc的chế,家hoặc là庭，ăn nhậu coi như là liều lỏng有时thì nó很cũng有trở责thành任。xuống,但是有时gia觉đình得cũng很càng无聊，càng所tiêu以hao,就放下，thì đó逐cũng步逐do步就mình chối bổn phận trách nhiệm失của mình败，đối với那lại就是我cái们người放thân下của自nó,己的责任。cho cái niệm thấm thiết那sinh tử对于không我们còn,的修mà chỉ行，niệm因thân thiết为sinh那个tử生của死mình境界thì不nhiều,够，cho nên sống执ra着đủ无kiểu名的念太多sống了，ra所đủ以kiểu生rồi出来cho种kiểu đó种là kiểu的tu, kiểu đó là cái kiểu像。đúng bổn phận,以为那个像是tức là giống như là自己mang nhập的vậy, chứ không phải là责mình任自己làm的những修cái mình行làm quá像，gì không à, chứ không phải làm cái bình thường, thì cái đó rất nhiều, cho nên sư tổ nó phải thận trọng phải kỹ lưỡng là vậy,所以祖thận师说trọng phải我kỹ lưỡng们要trên cái很sự tu小tập,心，do在cái我chấp们的bệnh修行kiến过thức của程mình đủ trò,执着，do chấp诶，bệnh chấp tâm của mình á就是mà làm拉cho我mình们nhiều去thứ,生出来种种thì cái thống thuyết sinh tử chân thật nó生không死性có切，vướng真một实的生死không性vướng một切，cái gì cả, một cái hình tướng một cái gì,不cho dù被ở什么，hoàn cảnh nào,不ở可以被什tù么障cũng tu碍được nữa。ấy, hay là ở虽然ngoài在那cũng个，tu, cho dù là ngồi đánh đống tiền cũng tu được, hay là nghèo rất là tơi không có một xu dính túi cũng tu được ấy, cũng có phu được,水牢里thì面cái niệm都thấm可thiết以sinh tử chứ修không phải là行。không có,有钱没有là钱mình都cứ可以修đòi行，phải都可以như保thế này持自như己thế的này生như死thế này,性thấm thiết切。sinh tử như thế不kia是mới说khởi được cái niệm thấm thiết sinh tử, thì đó我đều là要trở需thành要những这样cái子才nguyên可以do起得到của生死tội性nghiệp切，và của ngã chấp或者trong我thân要tâm那样才可以chân得thật到功夫，của cái那tâm都sinh是khởi nghi tình mà执có着。niệm thấm thiết sinh tử chân thật, giống như có cái bổn phận cái trách nhiệm hẳn hoi rõ ràng, thì cái này cũng là cái ví dụ thôi, cái này cũng chỉ là cái这lá都是，bùa thôi, cái thấm thiết sinh tử là phải tựa nơi这都是mỗi hành giả例chúng ta,如，cái chân让thật大hẳn家hoi可của以tâm理phải tựa解，lên mỗi chúng ta,真实的生死chứ性phải切mang một要靠我cái们每一gì个mới禅chân者thật tu tập,的真chúng实cho修là行、真đó là cái实ngã供chấp奉。chứ không phải là cái chân thật tu tập,如果以为这个像thì是，á那个chúng ta像是，cũng biết là cái ngã chấp và phân biệt修chúng sanh行đó的话，đã那一dạy切rất都là是nhiều,假bây giờ的。mình nói vậy tôi cho là kiểu gì cũng tu, mà我cái đó们là cái现bổn在phận của知mình,道，cái gì tôi cũng tu, bắt自đầu己cho的là thì đã vướng vào cái ngã chấp念của头生出来cái种niệm种của mình的那个执着，rồi, nhưng mà bây giờ là
làm sao, giống chúng ta đang bệnh thì phải uống thuốc thôi á, thì uống thuốc, chính cái Na thuốc đó sẽ hảo giúp dân chúng du ta sinh ra dần của mình nhiều dần pin và dần hết bệnh, mà nhà chưa giao và mà không chỉ uống thuốc, không chỉ uống thuốc thì ừ. không bao giờ hết Này bệnh được cái cả, giao này bằng chú của mình hiểu chưa không? hảo này cái pin Nghe mà chú của mình mình không có được cái niềm tin mà mình cứ tin sai, mình ôm cái cố chấp sai mà của thiên mình khai sư lấy thì cùng tương khu sư lai chỉ nó và sẽ xin dài chưa hơn, xin nó mà tạo sư cho phụ mình cản thiên có khi cứ chẳng thiên cái tiếng mà mà dù vui, ghê lại cái nữa mình thật tiếng pin mà ghê lại ghê trông thích rồi. lại cái tâm giải thoát của mình đó, thì mình thích nghe vô cùng, còn cái tiếng mà sách tấn thì Hảo mình thấy sang mình thiên đạo này giống là như nó là cái thuốc tật, cái sân đã tật đó. Mình đâu có thích uống cái thuốc tật đâu. nghiêng Mình thích cái gì nó ngọt, nó bùi, nó ngon, bên cay chỗ cay của mình thật thơm, chứa chỗ đúng nào rồi, mình nó hẳn khi xỉ mà thuốc hoàn tật vô mình thì ta mình sư này là thấy sân thấy nghiêng ngược hảo lại sang đó là khai mình sư là sân nghiêng đó là phản cái hồi mà mà ni của mình sư chỉ chúng là ta chứa khi chỗ nào mình vô sẽ cố luôn khai là mình sinh nhưng thấy ở đâu chung mình sân sư cho rằng thấy ít hà nào thì mình tô rồi buồn, hà nào rồi nó thấy vô đâu rồi mà chưa chưa thấy khi khảo mình sinh chán cao quá sinh chỗ đông khăn tao vắng xảo lặng xảo rắn nó chưa chỗ chưa vắng thấy chỗ hình vắng vũ lặng liệu thanh tịnh, mà khi vắng lặng thanh tịnh được đúng rồi thì rồi mình buồn tẻ muốn chưa chạy đó ra chỗ đông à đó, chắc nó bị chưa có thi pháp hành tô rồi cái ngạt nó đó nó chi ít khai sử chưa thấy hình khảo phối sinh mà phải đến cái nó niềm sẽ tin quay toàn sự trên cho chưa thấy nó hình bất thảo kỳ trong hình trụ cũng dính mắc, bất kỳ hình cái thua cảnh này hay gọi hình hay tướng sư chỉ xong xuống lại nó nào giao đó chảo với cái thi pháp cái sự công phu tu tập à đó chính là chỉnh là thi pháp cái niệm thấm thiết sanh tử chân thật, tao chỉ nhìn ra thi văn nó chịu dùi tưởng sự chế quay thẳng sự trên đi chuyện ta mình ú rồi lẻo hoàn cảnh, cảm ơn hoàn cảnh, cho dạ cô xin ra trước phụ để làm việc sư với anh thầy. à chứ chỉ là chứa chùa. Kiệt. Chị sư hữu quân Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tham. À, con xin thầy từ bi khai thị cái điểm mà giữa cái thiền mắt sư phân vô biệt khai sư và mắt hệ sáng à. Vâng, con nghĩ là mắt hệ sáng là do mình tham học huy diện chính nó có được. Thì con xin thầy từ bi khai thị vô cái điểm này ạ. sản Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu à, Ni Phật. huy nhãn chính do dụ công phu Khi hay dụ mà trang mất sở mặt hệ thái sáng có thể tớ tạo. thì Nó chỉnh sư vô khai sư cho điểm. Số so, này là tất huy nhãn cả chính, quang nhãn chính, thu sư số này là khi tri khô nguyên vô trừ. cái nào Nếu có dụ chữ chỗ tờ hoa, nó là chư như huy. chỗ nói đó, một Chứ niệm tất sư, thật là sao bát sư nhã là. tuệ, Dư chủ bát tất số, thật là y bát niên nhã chữ tuệ, chỗ, vô rợ, mà bát nhã chuyển. là mắt tuệ, Khô vô mà mắt trừ, tuệ chư là phân sư, biệt á, vô rợ sân. giữ tâm vô phân biệt Bảo chữ tức mới là hiểu phương tiện phân mình biệt là nói, sinh ra của mình là tất phương cả để miệng mình giữ cái nghi tâm đó chẳng chú lại thì nó đâu cái vô phương phân miệng biệt, sao mà mình bảo cho chữ mình này rồi dĩ trở chỉnh lại nha cái niềm tin khác, chú cho dù là mới biết hiểu đó phân là biệt biết Phật pháp, biết của mình là lúc niệm vừa dùng tin này cái để phát chữ tờ niên phát niệm thôi chứ không phải là suy phân biệt là nhé, chưa tạo Phật mà giáo hiện tại bây dĩ giờ phải là chỉ Phật giáo sở thân mình Phật nói là giáo mình mà phải tôi sẽ bỏ phân biệt nghĩa niệm nào. là mình phải lấy ấy. Ta sư sinh ra của sư sư là Tại muốn giao vì biết phang đó hoặc là là vua nằm hoặc trong là cái giao cân đối, sơ đang nhưng sợ mà là cái chưa mà tạo tôi sẽ bị trai nỗi nhốt sụt vào trong riêng tuệ cái ngã chấp á, giống như là vì biết tủ chai này là chứa chồng xấu á, là ở trong cái lòng chưa tạo sắt, lòng kẽm, lòng củi, biết hoài đó tốt á là nằm trong cái lòng vàng, chai này đó là là nhà sang. Thì ra cái nhà củi thì cái nhà giàu thiệt sang, tờ thì ra lốm cái nhà nhốt á, cái nhà à tù á chưa là tù tạo thôi. Cho nên á, chưa ở tao trong cái hảo cường tờ đối chay y cơ ngã chấp, chinh đờ lộn nhưng mà cõi ừ, trời ta cũng sẽ đã tu sư bê ở tủ trong cha tam nên vào giới, lộn lý miên ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng ở trong và tam xem khó giới thối hiện rồi tại á, khó thối rồi của nên tại mình tu vì cha á này cõi có trời á, sư hết phước trời tạo tội cũng lọt xuống địa sư ngục trẻ ngạ quỷ súc sanh, cho nên không có giải thoát, Đức Phật không có chịu hành như suy chúng án ta, của mình cho tá tao này nên là cái chỗ mà phú niệm tin bảo mà tu sơn mà tạo thiên tu tạo ừ. cho nên Sâu hảo là này là phú bảo tu huy mấy tháng là đạt đến cái cảnh giới bị kỳ tích cân của Ngài Thiền trợ Sư, đạt cân đến cái trợ cảnh này cái cao đi nhất lại mà trong Phật lái Pháp chỗ thì giáo chủ Ngài Ước Đầu Lâm Phất là phải mấy mươi họ năm xem phố thố mới liền trụ, à phố thố mà số các bạn tài thấy ra nói thấy vẫn còn sử cái dụng mạng mà chỉ cơ duyên của ngã chấp cho sinh nên thả tao này cơ
Đức Phật bỏ.程度，就是Nên đó là cái chánh kiến đó,微小、là非微chánh小kiến的là vẫn còn ngã chấp, vẫn còn sợ đắc, vẫn còn sợ那thọ个dụng,境界，vẫn còn不sợ可sanh能tử说thì需mất要vô minh sinh tử.一生才可以得到那个境界。Thì那đối是với佛陀một回头ngã chấp问，这个không phải境界là还有我吗？còn chấp知道还有không我phải là那chuẩn一bị切放下，cho nói cái chánh所kiến ở以đây说thì执đó là着，cái chánh pháp有执của Đức着Phật那chính thức.就有Lúc đó Thái智tử biết慧，mà, Thái tử chứng觅rõ的là念cái头，tâm那就，mà vẫn biết, thì chính vì cái niệm biết đó, đó biết phân biệt cái đó, phân biệt有cái执chấp thật着就tà,是那个tức là chấp thật觅的念头，đó là tà, phá chấp thật đó là chánh, thì đó là mắt tuệ.波Mắt执着tuệ trong tất就cả是các pháp cũng增，vậy luôn nữa,执着trong tất就cả是phương tiện邪của Phật道。cũng vậy nữa. Giống như là在佛一do切的cái放边，nhận thức, cái thấy không có xuyên suốt được, giống như mắt因của为rõ我là们giống的như là认có知rõ phải nhờ đeo不kính độ清楚，quang, mắt bị cận đó phải đeo độ cận nhiều quá thì phải đeo cái độ dày, đeo mắt kính dày độ nhiều. Còn nếu mà cái mắt mà ít thì đeo cái chỉ khỏi cần đeo độ ít thôi,那好chỉ像khỏi我cần们的眼đeo睛有thì病了，我们要戴上đó眼là do镜来cái可bệnh,以，才可以看得到mắt清như là楚。bệnh của tâm mình đó,那好像do không thấy thì do cái mắt mờ,都是自己phương的tiện mà眼nó trên镜phương病了，tiện, phương好像tiện我tâm们đi trên phương tiện mà性病。thấu được phương tiện á thì mình sẽ rõ được那cái tâm mình都是放边，vậy.我Và们cái用chấp那个放tất cả边，phương tiện của Đức Phật逐步会từ理解得到。ở Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa,从那个Thiện Căn圣Phật Pháp闻、Thừa, rồi phải tất圆cả tâm觉、giống như trong菩kinh萨、kinh Bát佛、Nhã chúng ta佛乘，hàng ngày vậy đó.都需要般若智。Đầu tiên là phá那好像般若不经，稳nè, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới. Đó là phá cái lục căn 18 giới hình thành cái ngũ quẩn ngã nè, phá lục căn, lục trần, lục thức, qua那个五蕴。六trong vô尘thập nhị六căn nè,识，thấy không? Vô thật tức là trên cái phá ngã chấp á, phá từ phàm phu cho đến duyên giác thinh văn,就是phá破luôn那cả个Bồ执Tát,着，đó là cái phương从tiện mà, này nó là cái凡phương tiện,夫，phương tiện để phá chấp.圣Đó là闻，đầu tiên thì圆phá chấp觉thật道，mới là chánh pháp rồi,无chấp上。kẹt cái chấp thật所以说thì要phải là破chánh我pháp.执，才是真Thì法。giống như mắt mờ thì từ từ được tỏ,那好chánh像kiến眼thì睛luôn phá chấp看thật不là到。chánh mà. Thì逐phá phàm步就phu是tới duyên治好giác,那个眼睛phá病，逐tới步duyên,会看phá得duyên到。giác thinh văn rồi tới duyên giác rồi tới Bồ Tát, phá luôn Bồ Tát thì mới đến đẳng giác,破完那个菩đẳng giác萨，là才得nó到那个tự tự tự tự等tự nhiên nên diệu giác. Tức là phá được觉，cái然chấp后才thật到那个đến妙觉。cái ở dưới những cái tới đẳng giác đó thì mình còn thực hành, còn tu tập ấy. Mà đến từ đẳng giác đến diệu giác thì cái đến chỗ đó gọi là chân tu rồi, tập khí từ từ tự hao, tự tiêu mòn hết,等tự觉nó có到một cái妙觉，ấn就tượng是，của Phật gì đó, tập khí của Phật tan rã,就是đó逐gọi là步chân tu.扫掉那Thì cái个đó cái phương习tiện để mà气，就chánh định是diệu giác hoàn toàn,正tới đẳng修giác như的Phật,阶thinh段了。văn như Phật. Cái đẳng giác ấy, thì cái sự thấy biết, nói等thấy biết觉đây ấy, là cái sự chứng đắc đấy,那giống như个là看智的bình đấy,那tài些，sản của mình都是那个mình xài ra được正。rồi,正德，mình tự động mình có thể那dùng好ra,像tức là我của mình们rồi,的thấy không?东西、我们的Khi钱都mà可以cái自dùng己đó用出来。hoàn toàn á, là khi mà cái tập khí nó hết thì mình mới hoàn toàn dùng ra, nhưng mình có cái kho báu rồi phải lấy ra mới mới xài được chứ. Thì cái quyền của mình tự động mình từ từ mình xài. Hay là một cái ví dụ khác, giống như cái thân bệnh mình á, mình vừa hết bệnh那好像我còn ở们cái的phòng bệnh,生nhưng mà病，cái sức mình nó chưa có khỏe hẳn, sức mình chưa khỏe hẳn, phải bồi dưỡng dần dần nó khỏe chưa hảo đến病ngày mà了，nó但是我đang们的力气bệnh还不够bình thường啊，thì đó là要长养自己的chính là气cái chánh的tu,力气chánh tu.啊，来得到好像Thì正常人的健康。nói cái phá chấp thật ở đây,娑chánh婆kiến我ở đây执có chánh增kiến, giống như坚。là đối với lại cái bát chánh đạo, chánh kiến à, thì好là像那个八正chánh kiến như道、chánh ngữ,正chánh坚、ngữ chánh nghiệp,正是chánh tuệ,威、
cho người trong Thì cái chánh bắt đầu á, từ cái phá ngã chấp và mình đúng tiến không? sâu vào cái tiến trình của công phu tu tập của mình á, Tôi sư thì yếu phô chứ rắn hồ, chú phu trình độ cũng gặp công vấn phu. đề. Cho nên á, tại sao chư Tổ Tao nói hệ là phải mắc tinh tuệ, xem chưa chỉ chứ thờ. không á mình á tới đó Lũ mình dừng tao. lại à, thì mình bị kẹt Người vào chú cái phu tờ bản tao ngã này mà là không biết, chưa phải thể là hiện chinh. trụ á, còn chấp á, còn Lũ kẹt cỏ á, vẫn thiên chữa, còn lại là mà chưa bị chấp tù từ chay. trụ rốt ráo cho đến trụ triệt để, hết tận hết ngã chấp. Nếu như đó, khi mà tận hết ngã chấp á thì lòng từ bi mới Lúc có, của thiền trở cho nó nên chưa là theo nghĩa Đức Phật phu nói phu tả tao này phải cho thi thiền tập mới chỗ từ bi á, phu của trời, khi mà hết ngã chấp所以处事thì mới说chân thật á, thể hiện cái vô duyên tự把那tánh个của mình.执着扫掉，完全扫Thì掉，đối với cái chánh把kiến慈của chúng悲ta的心tham thiền này,表现thì出trong来，那cái对于我们tham thọ đầu, đề thọ đầu khởi nghi tình cũng gọi là cái hướng về tự tánh. à chan chán都是Theo说trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật像nói là自mình己chấp的luôn,正chứ心，không có xuất lưu nữa.在楞Thì严mình经chấp佛陀对我说，我们能đi在đến入流，cuối cùng rốt ráo á, tức là không có说phải入流就xuất是lưu逐á, cảnh步，xấu hay là đến cảnh đẹp,就cảnh是没有向thế外了。gian hay cảnh trời à, cảnh虽然phiền não在trong phước báo nhân什么duyên,境tất cả chúng界，đều là cái sắc tướng.从Hay đến cảnh A La Hán, đến cảnh Bồ富Tát, cảnh贵giới Bồ Tát nữa cũng là阿cảnh罗sắc.汉Nếu mà菩kẹt萨trong cái vùng đó thì vẫn còn等等，如果还被chấp住，还của hết被住在ngã那个境界，chấp ngã vẫn那còn,就thực chấp还有那个执vẫn còn là我执，chân thật, chánh kiến mắt tuệ vẫn bị lu mờ.正见慧Nên眼trong kinh Lăng Nghiêm睛Đức Phật还nói被đại trí văn thù, dẫu cho ông dẹp hết kiến văn giác tri还năm被năm muôn ngàn, thì đó vẫn là một有vô那duyên个vẫn执còn着，chấp所thật,以还没有đó啊，智慧还没有表là cái现出来。gọi là cái chấp thật, là cái vô minh đó à, vi tế, cực vi tế, chứ không phải là所以佛陀祖师都有dẫu说，hết虽thì然vẫn扫掉一còn切的vi tế,自không phải闻phu,觉không phải vô trụ啊，nữa,见闻觉智，thì đó mới là在cái心里mắt面tuệ,还保gọi持là那个很清净rồi tới一cuối个cùng念cái头，lý tánh那thọ就tưởng,还在那个执着里。nó phải xuyên suốt á, mà phải nhờ cái gì, mắt tuệ sáng lý tánh thông, thêm cái trí kiến Với phu眼rồi trí睛mới理á,性còn通，phu又加成đó那là个。cái lời của ngài坚Bồ Tát固Quảng Trực智，Thiền Sư.嗯，Nên đối với người那học就Phật是á, cái quan trọng中đó là峰phải明chấp本tĩnh á.的教诲。所以说，对于我们学Nếu mà佛mình教thấy的人，là最重khéo要khéo á,要有mình正vô见，minh á,就à,是有那个dẫn mình đi智vô慧的眼minh,睛，trong hai否cái则đó会很容易soi被那个执着拉mình có去，biết được cái định hướng在那tương个lai của黑thế窝gian里hay là đi面，cùng cái bóng嗯。tối đó, thì mình cứ đi thẳng vào trong cái vô minh, trong cái tâm tối thôi, nên nó那个đó黑là cái窝里mắt面tuệ一dẫn直往前走，那cái就被堵在那chánh个kiến生của mình.死。Rồi所以要一定要有rồi hết正giờ,见。xin chào hết quý thầy,时间到xin了，lỗi bạn đồng tham,再Nam见。mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 南无本师释迦牟尼佛。